chào mọi người. Xin chào. Hôm nay mất ban của chúng ta chính là dâu tây hoàng đế đại dương biển xanh bao la. Nói đùa thôi chứ đây chính là dâu tây kings. Dâu tây hoàng đế. Hay ý mới đi mà đi. Anh nhá. Chồng mình nó hỏi bằng cái đầu của Hà Vô đâu. Hai chồng mình mới mua ở siêu thị. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Một hộp như vậy là 200.000, 200.000 từ Việt Nam, 6 trái dâu chào bá luôn. Ở đây mình sẽ cho mọi người xem nha, 6 trái dâu rất là to luôn. Và khi mình vừa dỡ cái hộp ra thôi là cái mùi dâu chứ sọc trong mặt mình liền rất là thơm. Và người ta có bọc cho mình một cái lớp này giống như là trái bơm vậy, mọi người thấy không, trái táo vậy đó. Đó, và quan trọng là mình sẽ, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem này. Đây là quả trứng gà, còn đây là trái dâu. Mọi người hãy xem đây, cái quả trứng gà nó không hơi hám vậy dâu, mọi người thấy không đó. Bởi vì người ta mới gọi là dâu tây đại dương mà. À, đây mình mới rửa vô xong. À, tết rồi. Trời ơi, nặng cho mình đóng kem dữ thần. Mình sẽ chấm với kem tươi nha. Nên tươi mà kem tươi. Ổng lỡ ăn kiểu khác. Hà Du thì chưa được ăn đâu. Này, chấm như đây. Ồ, mọi người ơi, mọi người ơi. À, ăn thử miếng đi. Quá rồi chơi à. Ổng làm gì mà một nồi không biết nữa. Cái vị dâu tây á thì nó chua chua ngọt ngọt mềm mịn đúng không, kết hợp với lại cái vị kem rất là ngon luôn, kem tươi bé béo. Và đặc biệt là dâu này không có xịt thuốc rải phân, dâu hoàn toàn trồng bằng tự nhiên, rất là an toàn và ngọt gấp đôi dâu bình thường. Đó. Dâu này là dâu của Hàn Quốc chính hãng nha, của Hàn Quốc trồng nha mọi người. Không sao suốt như vậy mà. Opa tư đây à? Đó nè, không làm cái này. Ổng nói mình ăn đừng có làm sột. Mà mình thấy ổng cũng có trang như mình, mọi người để ý thôi. Hà Dương tội nghiệp quá à con à. Con chưa được ăn. Hà Dương chưa được ăn nên mẹ ngồi, mẹ cạp cái bình nè, cạp cái chai thuốc nè. Rồi cạp đỡ đi nha con. Thấy chưa? Ngon người ngon. Tôi muốn khóc à. Lần đầu tiên trong đời ăn cái dâu bự cái này luôn đó rồi. Quá là bự luôn. Không có mà đâu, tôi kêu anh gì. Không biết người ta trồng kiểu gì mà hay thiệt. Phần đầu thì ngọt nhưng mà cái phần đuôi á thì hơi chua, hình như là nó chưa chín hẳn hay sao á, nhưng mà nên là nó vẫn còn chua. À, muốn súp muốn súp mày rồi ta. Ông mày rồi sao chứ? Mà đâu cái gì chứ? Sáu chín mươi chín à? Súp. À, súp. Mày rồi ta của. Xin mừng à, xin năm đệ. Muối súp mày rồi, súp mày. Ông chung mày. Chồng mình nói cái dâu này nó rất là nhiều nước luôn mọi người, nó nhiều nước như là trái táo vậy đó. Nhưng mình cắn nó trong miệng một cái nha. Cái tứa nước ra chảy dài xuống đây luôn á. Rất là nhiều nước. Dâu này trồng á là mình phải là người ta phải canh á nhiệt độ nè, thứ nhất quá rất là quan trọng luôn. Và khi người ta hái cũng vậy nữa. Nhiệt độ từ cái bàn tay này, nếu mà hái không cẩn thận là sẽ dễ bị hư cái dâu lắm. Và cái thứ hai nữa là cung cấp phải đủ lượng nước thì nó mới lớn được và nó mới ngon được.
Cho nên là dấu Hàn Quốc nó ngon là như vậy đó. Thứ ba là cái thời tiết mùa đông. Anh ba đâu mình như có gì muốn nói nè. Phải không? 욕자고 한 말인데 실제적으로 보면은 헬스하는 사람이 이제 보디빌딩 나가는 사람 무슨 말인지 알아? 뭐 근육 키우고라는 사람 알아요 왜요? 아, 그 사람은 약을 많이 하거든 주사도 맞고 근데 얘도 주사도 맞았나 봐 욕자고 하는 말이네 chồng nói ông nói đùa thôi nha là mấy người vận động viên thể hình đó người ta đi thi Olympic rồi đó mọi người là người ta chích thuốc hóc môn tăng trưởng á, chích thuốc kích gì đó mà cho nó bự lên á, à, cái gì cái người ta kêu bằng cái gì nè, với cầu thủ bóng đá đều tay tim đó cái gì đó mọi người kêu bằng cái gì quên tên rồi nhưng mà chồng mình nói không lẽ cái này người ta chích cái đó vô sao mà nó bự dữ vậy? Wow, không có sữa mà bầm. Rất nhiều hột luôn. Nhưng mà cái đuôi nó chua. Cái đầu ngọt mà cái đuôi nó chua. Cái này mà chấm với muối ớt ăn mà nhức nách. Có cái nách không mà nhức một ngày chừng 180 bụng. Ngày nào cũng nhức. Làm miếng đi bà con. Đây, mọi người hãy nhìn trái dâu đây. Rất là to. À, yo shi de isseumyeon deo jara jinnde ige inde. 이게 더 잘해줄 거다 시간 더 있으면 더 잘해줄 수 있어요 와 이게 다 잘한 게 이게 더 잘해줄 수 있어요 Nó bò ở đâu vậy? Con này nó bò ở đâu đây? Đang ăn mà nghe cái âm thanh nó xịt. Nó xịt. Nghe nó mệt mỏi dễ sợ. Xịt vô chén như mình tao ăn là cho nó gọn nhẹ không chịu. Ăn xịt từng trái cho nó khổ. À, cái mệt nha. 그리 맛있어. 아무래도 kem. Kem ngon. Trời ăn mấy cái dâu mà nó ngang luôn á thiệt á. Cái cây 6 trái. 1 2 3 4 5. Hai chồng mình ăn cái gì mới có 3 4 cái dâu thôi mà nó non. Hà Jun rớt cái chai này của nó. Đã để kia. Mà. Đã để kia. Ông nói qua ổng không đó. Ăn hết đi. Đã để kia. Đã mất chưa? Không đúng không? À dạ, không đúng. Mì tổ mùi. Hà Vô nó nhìn cha nó ăn mà ánh mắt thèm khát mà đó, con gái con đứa mà nó nhúng mọi người thấy nó nhúng không? Ôi no quá xin chào bè bố lời à rất là no luôn á thiệt sự ừ. Wow, Hà Yun. Ok rồi. Ăn có mấy cái dầu phải thay bộ đồ nữa. Hết biết. Quên nữa chứ. Wow, thiệt sự là con Hà Yun này không phải dặn dừa đâu.
이거 먹어. 아니 아니 내가 이거 먹어. 아니 내가 이거 먹어. 내가 이거 먹어. 알아 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 이거 먹어. 피자스. 피자스. 하 여정 좀 오게 난. 아 그만 그만 그만. Con này thế nè, con này thế nè, nó nhún nhảy nè. Nó nhún quá, một tay ăn được rồi. Thả bố sợi ốc. Trời ơi, cái họng bị bọc bự dữ ghê thiệt chứ. Nè, muối nó cũng mặn luôn đấy. Dâu này á, ngon quá. Dâu này mà ăn hết một mình mà ăn hết cái dĩa này chắc trường sinh bất lão luôn quá. Cái gì mà lại buồn thế cả? 30년을 살면서. Mấy nhân? 30년을 살면서. Mấy nhân? 30년을 살면서. 딸기를 이렇게 큰 거 처음 먹어본다. Chồng mình nói này, chồng mình nói dâu này rất là nhiều nước. Và ông sống 40 năm rồi ông mới thấy được ăn đầu tiên được cái trái dâu bự gì luôn. No quá. Thôi bây giờ ăn no quá rồi. Hôm nay quay tới đây thôi nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Và nhớ nhấn đăng ký, like, comment, ủng hộ cho Dì Quanh TV. Tạm biệt mọi người. Bye bye.